Xin chào, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng quý vị quay lại với channel review nước hoa của Mạnh Tuấn nha. Hôm nay là một ngày trời mưa gió bão bùng, âm u. Nói chung là thời tiết nó không có đẹp, không có tươi sáng chút nào hết trơn á. Nhưng mà nó vẫn hơi oi, nó vẫn hơi hầm. Cho nên Tuấn vừa đi tắm. Và trong cái thời điểm mà tâm hồn nó đang sảng khoái, nó đang refresh như thế này, thì Tuấn muốn review tiếp tục một cái series của các clone của Creed Aventus. Và cái chai này thì là một cái chai mà Tuấn nghĩ là chắc cũng ít người biết, nhưng mà được đánh giá khá là cao nha. Và tiết lộ một cái nữa là cái giá khá là rất là dễ mua luôn cái chai này. Thì quý vị đã từng nghe đến cái dòng nước hoa của nhà Rayan Tradition chưa? Rayan Tradition. Đây. Đây là cái chai mà Tuấn còn nguyên siêu. Và ngày hôm nay thì Tuấn sẽ tiến hành đập hộp, bóc siêu em nó luôn, để review cái chai này với quý vị nhé. Ok. Thì cái nhà này họ thiết kế với cái chai của cái dòng Insurrection Number 2. Đây, cái chữ bạc nè, mọi người thấy không? Insurrection. Chưa ra từ điển cái chữ này cũng biết cái nghĩa là gì luôn. Thì họ thiết kế cái line này, Insurrection này, thì nó giống như là cái thiết kế của những cái cuốn sách hồi xưa gì đó. Cái bìa sách có bìa dày á. Đó, thì cái thương hiệu của cái chai hay là cái nhà này thì nó cũng để ngay cái gáy của cái hộp như vậy, được trưng bày như cuốn sách. Thì cái line này Tuấn mua được hai chai. Chai Pure là cái chai màu trắng này, và một cái chai Wild màu nâu. Thì có gì Tuấn sẽ review cái chai màu nâu sau nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cái chai, cái series những cái chai là clone của Creed Aventus, xem những cái nhà này nó sẽ như thế nào đây. Ok, rồi bóc siêu ra rồi, cái hộp nó vậy đây, rất là đẹp ha, rất là sang. Và chúng ta kéo ngang ra, nó có một cái này nè. Wow, thấy chưa, một cái chai nước hoa màu trắng trong rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đây, chai nước hoa của chúng ta đây. Wow, một cái thiết kế rất là đỉnh luôn, mọi người thấy không? Cái gáy của cái chai nước hoa này nó cũng là một cái phần kim loại. Ít chà. Chỗ này nó dán hơi bị cùi rồi. Không phải kim loại nha, một cái lớp gì đó giống như lớp plastic nó dán vào cái thân chai, màu bạc và rất là đẹp. Đây, cái thiết kế của chai này là như vậy. Wow, thiết kế khá là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Theo Tuấn đánh giá là cái chai này thiết kế là cũng 9 điểm á, 9 trên 10 á. Và cái chai nó từ màu trắng đục cho đến trắng trong ở phía dưới. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Đây là cái logo của Rayan Tradition. Cái nhà này thì không có nổi tiếng lắm, và cái nước hoa của họ cũng không có được gọi là không có được PR trên thị trường nhiều. Cho nên cái giá thành của những cái line của nhà này thì cũng khá là rẻ để mà chúng ta mua. Ok. Cái nắp nó bằng kim loại cũng khá là chắc chắn nha quý vị. Ok. Cái hộp này ở phía trong này là nó được bọc nhung nè, rất là sang, nãy giờ mình tưởng giấy chứ, bọc nhung luôn. Rất là sang trọng. Ok, bây giờ Tuấn xịt thử nha. Cầm tay không còn gì hết. Mới tắm xong mà. Ok. Ôi, nồng nào quá. Lại là một em clone của Creed Aventus, và không thể nào đi ra ngoài quỹ đạo của những cái nốt mùi cam chanh và dứa. Nhưng mà Tuấn có cảm giác là cái chai này nó có cái sự the mát hơn nha, nó có cái độ the mát hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tham khảo xem Fragrantica họ đánh giá cái chai này như thế nào. Thì may mắn là chai này cũng đã được Fragrantica họ đánh giá trên cái trang web của họ. Chai này nó có ba cái tông mùi theo Fragrantica họ list ra, cũng khá là phức tạp ha. Cái tầng hương đầu bao gồm lá của quả lý chua đen, mùi cam bergamot, mùi táo xanh và mùi trái dứa. Lớp thứ hai là mùi gỗ tuyết tùng, mùi hoa nhài và mùi patchouli. Tầng hương cuối cùng là tầng hương của rêu sồi xạ hương hổ
Tầng hương cuối cùng là tầng hương của rêu sồi, xạ hương, hổ phách và vani. Những cái tông mùi cũng khá phức tạp, và họ list ra là ba cái nốt hương chủ đạo của chai này. Để dễ nhận biết nhất, đó là mùi quả thơm, trái dứa đó, trái thơm, gỗ tuyết tùng và táo xanh. Thì ra là như vậy. Tuấn cảm giác được cái vị thanh mát của táo xanh. Chai này nó khá là fresh, nó fresh hơn những cái clone khác của Adnan và Amad luôn. Và nó không có cái mùi khói, nó không có cái tông mùi ấm của khói như những cái chai Đại Bàng Vàng hay là Club de Nuit Intense EDP. Nó fresh hơn, cái mùi nó tươi sáng hơn. Và chai này thì là một chai của một nhà không có tên có tuổi nhiều, nhưng được Fragrantica đánh giá tới 4.17 trên 5, một cái số điểm khá là cao so với một cái nhà nước hoa có thể là designer mà không có tên tuổi gì cả trên thị trường, không có tên tuổi gì lắm. Đó, thì chai này là chai cũng rất là ok nha. Và cái độ bám hương của nó thì họ cũng list vào tầm từ 6 tới 8 tiếng, cũng khá là tốt cho với một cái chai với cái giá thành. Quý vị có biết cái chai này trên cái trang web chính thống ở bên nước ngoài, mấy cái store bên nước ngoài chỉ tầm từ 30 cho tới 35 cho tới 40 đồng một chai này thôi. Và khi về Việt Nam thì cái giá nó cũng rơi vào là dưới 1 triệu. Tuấn không có tiết lộ cái giá bán của các cái chai nước hoa nữa, vì một số người bạn là nhà buôn họ kiện vì họ để cho mình cái giá là cái giá cũng rất là hữu nghị ở cái dạng cộng tác viên rồi, mà mình công khai mấy cái giá đó cho mọi người thì cũng phần thiệt thòi cho họ ha. Thì thôi, Tuấn sẽ nói phiên phiến về cái mức giá, tầm giá của cái chai này thì nó rơi vào 1 triệu đổ lại nha. Và cái giá thành nó rất là dễ mua. Thì cái chai này nó cũng ít khi nó về Việt Nam, tại vì Việt Nam thì cái nhà Rayan Tradition này á, thì thường là họ về cái chai qua là cái chai màu nâu. Cái chai này nè, đây, cái chai này Tuấn có và Tuấn đã xài rồi. Thì Tuấn mua chai này cũng cả 2-3 tháng rồi. Đây, nó cũng là một cái cuốn như cuốn sách nè, thấy không? Thì chai này Tuấn sẽ review sau. Ok, ok, con bác lại cái chai này nha. Một bản clone ít được biết đến nhưng mà không kém cái phần hoàn thiện của Creed Aventus. Và khi nó dry down thì chúng ta có thể ngửi được những cái mùi xạ hương và rêu sồi, và một chút ấm của gỗ tuyết tùng và hổ phách nữa. Một chai xứng đáng để mua khi mà chúng ta cuồng dại vì cái mùi của Creed Aventus. Những cái con clone này, chai này Tuấn chấm 8/10, tại vì nó hơi bám hương, nó hơi ấy, nó hơi ít thôi, chứ còn về mùi hương và về cái thiết kế everything và giá bán quá tốt. Thì mọi người tìm hiểu thêm cho em này để tiếng gạch order nha. Tuấn nghĩ là nên có nha mọi người, giá hạt rẻ luôn. Ok, thank you và hẹn lại vào clip sau. Và bây giờ Tuấn phải xịt trên người để đi ra ngoài đây. Thiệt là nôn nao quá đi. 1, 2, 3, 4. Vô cùng fresh luôn. I like it. See you.